như đang quay á, như quay gì chụp hình luôn. Không okay. Phải của mình. Trời ơi. Okay. Hay quá. Ai giờ hết anh? Cho tới giờ này. Dạ, bữa nay hai hai MC dẫn một con vui vui sao được nhận hoa nhiều nữa. Rồi. Dạ bà con cô bác thân mến, và bây giờ Khương Dược kính mời quý bà con cô bác đến với giọng ca của ca sĩ Quách Tuấn Du. Dạ mời anh Quách Tuấn Du ạ. Quý bà con cô bác ơi, mình vỗ tay thiệt lớn và mình sao ạ? 1, 2, 3. Dạ rồi, bây giờ em nhường sân khấu lại cho anh nha. Dạ cảm ơn bà cô bác rất nhiều. À, thật sự là cho con có một chút xíu cảm xúc đến với cái ngày hôm nay. Cũng đã xem qua màn hình livestream của Sao Việt Dường. Thì thật ra con đi hát cũng quá nhiều chương trình rồi, nhưng mà con nghe cái tên con thấy có một cái gì đó gây một cái sức hút rất là thiện cảm. Bởi vì nghe đâu đó thì mọi người thấy ở quê hương của chúng ta, ai ở xa thì chắc chắn nghe chữ Việt Dường là muốn đi về quê. Ở những nơi hiện đại thì chúng ta có quá nhiều thứ, nhưng mà chúng ta có thể lãng quên một cái nơi trong nhau cũ. Vì vậy, riêng bản thân con thì con đi hát ở Việt Nam.